là nguyên thuyết nguyên nhiệm, tức là chúng ta không thể hiểu nổi. Cho nên thôi mình bàn tới một quan điểm khác là thuyết Đức Chúa Giêsu chỉ là người và chối bỏ thần tánh của Đức Chúa Giêsu do nhóm thần học giải phóng. Và thuyết khác nói đến thuyết hai nguồn, tức là Đức Chúa Giêsu ngày chuyển qua chuyển lại giữa thần tánh và nhân tánh của Ngài. Nhưng mà theo như lời của Chúa trong Philip chương 2 này thì chúng ta thấy đó là thuyết nhập thể. Đức Chúa Giêsu Ngài là Đức Chúa Trời vô hình. Ngài muốn có một cái thân thể để Ngài có thể truyền đạt tinh lành cứu rỗi và phục vụ con người của chúng ta. Cho nên Chúa Ngài phải mang lấy một thân thể. Và lẽ đạo thần học nhập thể có nghĩa là Chúa Giêsu Ngài đến mang lấy thân xác con người cho chúng ta. Hãy nói một cách khác là Chúa Ngài đến và Ngài mặc cái chiếc áo của thân xác như con người của chúng ta để có thể hoạt động, để có thể đi lại. Như sáng hôm nay chúng ta đã học hỏi với nhau là Chúa Ngài muốn tìm thấy hội thánh của Ngài bằng lòng để Chúa Ngài hành động xuyên qua hội thánh của Chúa, và hội thánh là mỗi một chúng ta. 2000 năm trước Chúa Ngài đã hoạt động trong thân xác của con người, nhưng lời của Chúa ở đây Ngài lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống tuân phục cho đến chết và thậm chí chết trên cây thập tự. Đấy, muốn chúng ta tiếp tục bước đi ở trong ơn của Ngài như vậy, đó là chúng ta sẽ kinh nghiệm được Chúa Ngài làm việc xuyên qua chúng ta một cách phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Ở đây chúng ta thấy Philip chương 2 từ câu 5 cho đến câu số 8, Đức Chúa Giêsu Ngài, lời của Chúa bày tỏ rằng Đức Chúa Giêsu vừa là Đức Chúa Trời 100% và Ngài cũng là con người 100%. Ngài điều làm nên sự khác biệt đó là Chúa Ngài bước đi ở trong sự tuân phục. Và tôi xin anh chị em có thể hình dung với tôi là Chúa Ngài đặt thần tánh của Ngài và Đức Chúa Trời ở trong một cái hộp, cái hộp của sự vâng lời. Đây là điều tuyệt vời để giúp cho chúng ta thấy được, tức là khi Chúa Ngài mặc lấy thân xác con người, Ngài không hành động, Ngài không chữa lành, Ngài không làm phép lạ ở trong địa vị là Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài làm việc như một con người, nhờ cậy vào trong quyền năng của Đức Chúa Trời như chúng ta có thể nhờ cậy được. Và khi chúng ta khám phá lẽ thật này, điểm này rất sức là quan trọng, vì khi chúng ta hiểu được, nó sẽ giúp chúng ta khám phá ra nguồn quyền năng để chúng ta có thể sử dụng hoặc cho cái bầu trời của sự hầu vị Chúa của chúng ta được mở rộng ra. Bởi vì bây giờ chúng ta để sống Chúa Ngài sống xuyên qua chúng ta, để Chúa Ngài hành động xuyên qua cuộc đời của chúng ta như Đức Chúa Giêsu Ngài đã sống ở trên đất như vậy. Nếu Đức Chúa Giêsu chỉ sử dụng nhân tánh khi Ngài ở trên thế gian này thì nguồn quyền năng đến từ đâu mà Ngài đã làm những công việc siêu nhiên như vậy? Câu trả lời chính là lời của Chúa cho chúng ta thấy ở trong công vụ chương 10 của số 38 nhé. Thế nào Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Chúa Giêsu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép để Ngài đi từ nơi nọ đến chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ thất hiếp vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài? Câu Kinh Thánh đây cho chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài hành động, Ngài chữa lành, Ngài đi nơi này đến nơi khác làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ thất hiếp vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Đó là Chúa Ngài làm việc nhờ vào trong quyền năng của Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giêsu hành động ở trong nhân tánh, Ngài phục vụ ở trong thánh vụ của Ngài trên đất này, Ngài làm việc bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Ở trong Giăng chương 5 câu 19, chính Đức Chúa Giêsu Ngài tiết lộ: Con chẳng tự mình làm việc gì được, chỉ làm điều chi mà con thấy Cha làm, vì mọi điều Cha làm con cũng làm y như vậy. Như vậy chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài nói đến từ đây là Ngài không tự làm bất cứ điều gì, mà Ngài chỉ làm những điều mà Ngài thấy Chúa Cha làm. Đây có một sự lệ thuộc hoàn toàn vào trong sự dẫn dắt và quyền năng của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Ngài. Hebrew chương 5 câu 8 dạy chép rằng dẫu Ngài là con cũng đã học tập sự vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu. Ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài sống như một con người như chúng ta, và điều này cho chúng ta một cái niềm hy vọng lớn lao, đó là
Khi chúng ta nhờ cậy Chúa, nhờ cậy quyền năng Đức Thánh Linh, như sáng hôm nay chúng ta một số người đã kinh nghiệm Thánh Linh ngày giáng đổ xuống ở trên chúng ta, thì chúng ta có thể tiếp tục công việc của Đức Chúa Giêsu trên đất này. Khi chúng ta một con người nhận được báp têm trong Đức Thánh Linh, liên tục được quyền năng Đức Thánh Linh đổ trên đời sống của chúng ta có thể tiếp tục làm công việc Đức Chúa Giêsu ngày đã làm và làm lớn hơn nữa. Và đó là điều mà lời của Chúa đã bày tỏ ra cho chúng ta. Amen anh chị em. Như vậy Chúa Giêsu cho chúng ta một cái gương mẫu là nếu mà chúng ta đi theo cách mà Chúa ngày đã định, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được phước hạnh trong ơn của Chúa, và quyền năng của Ngài sẽ thể hiện trong cuộc đời của chúng ta, quyền năng của Ngài sẽ bày tỏ ra, và trong ơn của Ngài chúng ta sẽ làm những công việc mà Chúa ngày bảo chúng ta có thể làm. Đó là chúng ta có thể chữa lành cho người bệnh, chúng ta có thể giải cứu những người bị ma quỷ uất hiếp, và chúng ta có thể khiến sống kẻ chết. Cảm ơn Chúa. Hội thánh thiên ái tại đây có người đã được Chúa ngày cho được chết sống lại. Phải không, có ai người nào có mặt tại đây không? Chúng ta sẽ nghe thêm những lời chứng cảm ơn Chúa trong ơn của Ngài. Đó là điều mà chúng ta có thể kinh nghiệm được, không phải chỉ một vài người đặc biệt, không phải chỉ một số các mục sư đặc biệt đầy ơn của Chúa, nhưng mà hết thảy con cái của Chúa, ai tin Chúa một cách xác quyết và hiểu được những nguyên tắc này, chúng ta sẽ làm công việc mà Chúa ngày nói rằng chúng ta có thể làm được. Vì Chúa không vô lý để bảo rằng chúng ta làm được việc này việc kia trong khi đó chúng ta không có thể thực hiện được. Nhưng mà khi Ngài nói nghiêm túc, và Ngài chắc chắn sẽ làm công việc đó với chúng ta ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Ma-thi-ơ chương 12 câu số 28, Đức Giê-xu nói Ngài cậy Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỷ. Như vậy chúng ta thấy rằng Chúa cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để Ngài trừ quỷ. Và Luca chương 11 câu số 20 nói Ngài cậy ngón tay của Đức Chúa Trời mà trừ quỷ. Giăng chương 5 câu 22 và 30, Chúa Giê-xu nói rằng Ngài chỉ xét đoán theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài cũng không có quyết định những cái việc riêng theo ý của mình, nhưng mà xét đoán theo ý của Đức Chúa Trời. Và Giăng chương 10 câu 18 ghi Đức Chúa Giêsu nói rằng ta có quyền có sự sống và có quyền lấy lại, ta đã lãnh mạng lệnh này từ nơi Cha ta. Tức là Ngài nhất cử nhất động, Ngài chỉ làm khi Ngài thấy Chúa Cha hướng dẫn. Đây là những điều rất là quan trọng. Khi chúng ta lần bước và chúng ta nhận biết điều này, thì anh chị em chúng ta có thể làm những công việc Chúa Giêsu Ngài bảo chúng ta làm mỗi ngày, bởi vì Chúa làm việc xuyên qua chúng ta. Nhớ, có một đấng vĩ đại trong mỗi một chúng ta. Và Chúa Ngài đấng vĩ đại đó, Ngài đang rất là mong muốn chúng ta để cho Ngài tự do hành động. Ngài muốn làm việc xuyên qua đời sống của chúng ta hơn. Bây giờ chúng ta xem những điều chúng ta cần phải hoàn chỉnh để Chúa có thể làm việc trong đời sống của chúng ta và xuyên qua đời sống của chúng ta. Đức Chúa Giêsu Ngài có những điều mà chúng ta không có. Ngài, bởi vì Ngài là đứng không hề phạm tội, cho nên Ngài không có nguyên tội, cũng không có kỹ tội. Tội của tổ tông cũng như tội cá nhân của Ngài, Ngài là đứng hoàn toàn vô tội. Cho nên sự sức giàu và ơn của Đức Thánh Linh làm việc trên Ngài không bị tắc nghẽn, không bị giới hạn. Bây giờ chúng ta làm sao để chúng ta giải quyết vấn đề này, để chúng ta có thể kinh nghiệm được quyền năng của Chúa tuôn đổ xuyên qua đời sống của chúng ta. Tôi có một cái sự hiểu biết này và tôi chia sẻ để cho em nhớ và ghi khắc trong lòng của mình. Có một vị mục sư lão thành đã dạy tôi điều này nhiều năm trước. Ông nói như thế này: Đức Chúa Trời có thể sử dụng một cái bình bể, một cuộc đời trước đây tội lỗi tan nát, khi gặp Chúa, Chúa thay đổi, Chúa có thể sử dụng con người đó. Anh em nắm được không? Đức Chúa Trời có thể sử dụng một cái bình bể, Ngài có thể sử dụng một cái bình cũ. Tức là dù chúng ta có cao tuổi đến bao nhiêu, Đức Chúa Trời Ngài vẫn có thể sử dụng chúng ta. Amen anh em. Thưa các cụ, có amen không? Chúng ta đừng nói tôi già quá rồi không có làm gì được, không xưa. Chúng ta có thể làm được công việc lớn nhất
trong giáo hội, trong hội thánh của Chúa. Đó là chức vụ đầu thai cho công việc của Chúa. Thành ra lớn tuổi vẫn có thể được Chúa sử dụng. Như vậy Đức Chúa Trời có thể sử dụng một cái bình bể khi Chúa Ngài hàn gắn cuộc đời đó. Ngài có thể sử dụng cái bình cũ, điều nhà như thế nào Chúa vẫn có thể sử dụng được. Nhưng mà Ngài không thể sử dụng một cái bình dơ bẩn. Ở đây là một điều rất là quan trọng. Đấy là điều kiện để chúng ta có thể bước đi trong ơn của Chúa, trong sự vận hành của Ngài. Chúng ta phải hiểu điều Đức Chúa Trời không thể sử dụng một cái bình dơ bẩn được. Vì Chúa là Thánh, Thánh Linh là Chúa Thánh. Ngài không thể ở trong làm việc một cách tự do, ở trong một cuộc đời đầy ô uế. Cho nên chúng ta cần phải giải quyết vấn đề này. Còn một điểm khác mà Đức Giê-xu Ngài có một cái lợi điểm hơn nữa đối với chúng ta, đó là Ngài có một mối tương giao với Đức Chúa Cha không hề bị gián đoạn. Chúa Giê-xu luôn luôn cầu nguyện. Chúa Giê-xu luôn luôn nhờ cậy Đức Chúa Trời. Tại sao? Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta sau một ngày bận rộn để phục vụ thì Đức Chúa Giê-xu, cái này bốn rồi. Khi chúng ta trở lại với nguyên tắc thì chúng ta thấy một cái bài học rất là quan trọng là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời Ngài thể hiện ở trong Đức Chúa Giê-xu và Ngài nhận biết, cho nên Ngài có một mối tương giao với Đức Chúa Cha không hề bị gián đoạn. Sau một ngày bận rộn phục vụ từ sáng cho đến chiều thì chúng ta thấy Giê-xu ngày hôm sau khi trời còn mờ mờ sáng, Chúa đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Tại sao? Vì Ngài biết rằng sự xuất dầu ơn và quyền năng đến từ Đức Chúa Trời. Cho nên sau khi Ngài cho ra cái sự phục vụ và sự xuất dầu, Ngài phải trở lại với nguồn của sự xuất dầu để Ngài lại được tái đổ đầy. Cho nên Chúa Giê-xu luôn luôn đi vào cầu nguyện. Tương giao với Chúa Cha. Anh chị em đọc vào trong lời của Chúa, anh chị em sẽ thấy mỗi lần Kinh Thánh nói đến Chúa Giê-xu là Ngài đang cầu nguyện, hoặc là Ngài đang trên đường đi cầu nguyện, hoặc là Ngài nơi cầu nguyện mới trở về. Anh chị em sẽ thấy điều đó. Tại sao đối với Chúa Giê-xu cái sự tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời là quan trọng đến như vậy? Xin chúng ta cùng xem với lời của Chúa để chúng ta thấy Chúa Ngài có những cái nguyên tắc. Khi chúng ta hiểu được, nó sẽ giúp cho chúng ta ghép mình tương giao gần gũi với Chúa luôn luôn, để chúng ta biết rằng Ngài chính là nguồn sự sống của chúng ta. Chúng ta trở lại với sách Thi Thiên chương 1, bắt đầu chúng ta thấy kế hoạch của Đức Chúa Trời khi Ngài dựng nên muôn loài vạn vật. Sách Thi Thiên chương 1 câu 11 ghi lại cho chúng ta: Đức Chúa Trời lại phán rằng, đất phải xanh cây cỏ, cỏ kết hột giống, cây kết trái, quả tùy theo loại mà có hột giống ở trong mình trên đất thì có như vậy. Như vậy chúng ta đi đến tại đây, khi Chúa Ngài muốn dựng nên cây cỏ thì Chúa phán cái gì? Hay là Chúa tại đây Chúa phán cái gì khi Chúa Ngài muốn dựng nên cây cỏ? Đức Chúa Trời Ngài phán rằng đất phải xanh, tức là Chúa Ngài phán với đất. Tại sao Chúa phán với đất? Tại vì đất là môi trường sống cho cái vật mà Chúa Ngài sắp sáng tạo. Cây cỏ nó sống nhờ vào trong đất, bao che. Sáng hôm nay trong thời gian phục vụ chúng ta thấy có một cái cây kiển ở trên này. Nó bị ngã và nó bị cắp gốc của nó. Thì chúng ta thấy không bao lâu, mới có mấy tiếng đồng hồ thì chúng ta thấy chuyện gì xảy ra cho nó rồi. Chúng ta thấy đây nó héo rồi phải không? Héo. Tại sao cái cây nhổ ra đất nó chết lên vậy? Tại sao? Tại vì đất là môi trường sống của nó. Cho nên khi Đức Trời Ngài muốn dựng nên cây cỏ thì Đức Trời Ngài phán với đất, tại vì đất là môi trường sống của nó. Anh em nắm được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta chú qua xem khi Đức Trời Ngài muốn dựng nên những loài cá ở dưới biển, cá ở trong nước, thì chúng ta thấy ở trong Sáng Thế Ký chương 20, Đức Chúa Trời Ngài phán rằng nước phải sanh các vật sống cho nhiều,
Như vậy khi muốn tạo nên những loài cá, những loài sống trong nước thì chúng ta phải cái gì? Tạo nên nước, tại sao? Vì nước là môi trường sống của nó. Phải không? Khi chúng ta bắt con cá ra khỏi nước thì chuyện gì xảy ra cho nó? Nó dậy chết đúng không? Bắt đầu nó dậy chết. Tôi thường nói hình ảnh này. Khi chúng ta đi ra bờ sông, chúng ta thấy những người đi câu cá. Chúng ta thấy họ để cái thùng kế bên cạnh. Mình biết là họ trộm con cá, cái con cá họ câu được trong đó. Thì khi mình nhìn vào trong cái thùng đó, câu đầu tiên mình hỏi là gì? Còn sống không? Phải không? Chúng ta hỏi còn sống tại vì sao? Chúng ta biết mình chắc chắn nó chết. Tại vì con cá nó bị bắt ra khỏi cái môi trường sống của nó. Amen. Con cá mà bắt ra khỏi nước nó chết. Cây mà chúng ta nhổ ra khỏi đất nó chết. Thì chúng ta biết rằng cái gì Đức Chúa Trời phán thì nó là môi trường sống của nó. Rồi khi Đức Chúa Trời ngày muốn dựng nên các loài thú thì cái nắng đi lại cho chúng ta ở trong câu số 24, sáng thế ký chương 1, 24. Đức Chúa Trời đã phán rằng đất phải sanh các vật sống tùy theo loài, tức là súc vật, côn trùng, thú rừng đều tùy theo loài, thì có như vậy. Như vậy khi Đức Chúa Trời muốn dựng nên những loài sống ở trên mặt đất thì Chúa Ngài phán cái gì? Phán cái đất. Vì tại sao? Vì đất là môi trường sống của nó. Khi chúng ta bắt một con thú, chúng ta bỏ xuống nước thì chuyện gì xảy ra cho nó? Nó chết. Tại sao? Vì nó bị bắt ra khỏi cái môi trường của nó. Bây giờ chị em để ý đến đây, đây là điều rất sức quan trọng mà tôi muốn thật là chú ý để chúng ta thấy như này. Khi Đức Chúa Trời Ngài muốn dựng nên loài người chúng ta, thì anh chị em đón được biết rồi phải không? Đức Chúa Trời phán cái gì khi Chúa Ngài muốn dựng nên loài người chúng ta? Phán cho chính Ngài. Cảm ơn Chúa. Câu số 26, Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta hãy làm nên loài người theo hình ta và tượng ta, hãy quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Wow, anh chị em thấy chưa? Như cá mà bắt ra khỏi nước nó chết, cây nhổ ra khỏi đất nó chết, thú chúng ta ném xuống nước, tức là chúng ta đem nó ra khỏi môi trường nó sẽ chết. Khi Đức Chúa Trời Ngài muốn dựng nên chúng ta, Đức Chúa Trời phán tới chính mình Ngài, Ngài phán rằng chúng ta hãy làm nên. Tại sao? Vì Đức Chúa Trời là môi trường sống của chúng ta. Đức Chúa Trời là sự sống của chúng ta. Khi chúng ta bắt rời Chúa, chúng ta chết. Cho nên là tại đây ai chưa nói lại với mối liên hệ với Đức Chúa Trời, hôm nay hãy tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa để anh chị em trở nên người được tiếp nối vào sự sống của Đức Chúa Trời mà Ngài đã định cho chúng ta. Chúa là môi trường sống của chúng ta. Ngày nào, giây phút nào anh chị em bắt rời Chúa và anh chị em như cá bị bắt ra khỏi nước. Cái chuyện chết là chuyện tự nhiên rồi. Phải không? Có ai trong chúng ta ra bờ biển, chúng ta nhìn xuống, chúng ta nhìn thấy cá nó đang lội lên, chúng ta hỏi còn sống hay không? Chắc chắn là không, phải không? Tại vì nó đang ở trong môi trường của nó không chết được. Chỉ có những con cá mà bị người ta câu, người ta nó cắn câu, người ta bắt, người ta trồng nó trong thôn hết. Thì chúng ta biết rằng cái chuyện kế tiếp chúng ta biết là nó sẽ là, nó là chết. Thì cũng vậy anh chị em rất là quan trọng. Khi chúng em nắm bắt điều này, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta không thể nào chảnh mãn trong sự cầu nguyện được. Thì đó là một mối liên lạc với chúng ta, cầu nguyện là hơi thở của chúng ta. Amen anh chị em. Rất là quan trọng, rất là quan trọng. Xin nắm bắt cái lẽ vật này. Cho nên Chúa Giê-xu Ngài biết rằng Đức Chúa Trời chính là môi trường sống của Ngài. Cho nên Chúa Giê-xu liên tục trở lại với chúng ta, tương giao với chúng ta. Sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta rằng phải cầu nguyện không thôi. Có nghĩa là chúng ta luôn luôn có một sự tương giao với Chúa Trời. Amen anh chị em. Vì có nghĩa cầu nguyện không thôi là chạy xe gắn máy chúng ta cũng nhắm mắt chúng ta cầu nguyện. Cái đó là khỏi bắt ra khỏi môi trường cũng chết nữa. Nhưng mà có nghĩa là tâm linh của chúng ta tương giao với Chúa, chúng ta vẫn có thể cầu nguyện mà mở mắt. Anh em anh chị em, quý vị có biết là trong Kinh Thánh không có chỗ nào dạy chúng ta cầu nguyện và nhắm mắt không? Có ai tìm được trong Kinh Thánh có chỗ nào bảo khi chúng ta cầu nguyện và nhắm mắt không?
chúng ta nhắm mắt cầu nguyện. Tại vì dễ tập trung. Thế Kinh Thánh không có dạy chúng ta như vậy. Cho nên chị em lái xe được quyền cầu nguyện với Chúa mà mở mắt. Nhắm mắt thì sẽ gặp Chúa sớm. Nhưng mà còn nhiều việc trên đất này cần phải giải quyết, cho nên Chúa chưa muốn chúng ta nhắm mắt cầu nguyện trong lúc chúng ta lái xe. Tương giao với Chúa. Khi chúng ta hiểu được thì có cần có mục sư bắt chúng ta cầu nguyện hay là chúng ta khổ chúng ta mới cầu nguyện. Mà cầu nguyện là sự sống của chúng ta, vì Đức Chúa Trời là môi trường của chúng ta. Amen anh chị em. Chính như vậy mà sự sống của Ngài cứ tuôn đổ trên chúng ta. Những gì tôi có tôi cho anh. Amen. Chúng ta có một mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời, thì khi chúng ta giới thiệu cho những người xung quanh chúng ta giới thiệu cái điều mình có. Chúng ta giới thiệu về Chúa cho người ta một cách rất là rõ ràng, dễ hiểu. Tại sao? Vì mình nói người thật chuyện thật. Còn mình kể chuyện mà mình nghe nghe lớn của những người khác đó, thì mình kể lại nó không đầy đủ. Người ta mà chỉ cần dặn hỏi lại một cái là mình giật mình thôi. Cái này để tôi hỏi lại, tôi chỉ nghe như vậy thôi, chứ làm tiểu vậy. Phải không chị em? Nhưng mà nếu mà nói là việc xảy ra thật cho chúng ta đó, cho nên khi chúng tôi chia sẻ lời của Chúa, nhiều người đã nói rằng mục sư giảng cũng rất là dễ hiểu. Lý do là bởi vì đó là những điều chúng tôi kinh nghiệm. Chúng tôi không nói về lý thuyết, nhưng mà đó là những gì chúng tôi sống, chúng tôi chia sẻ. Và anh em cũng giống như vậy, chúng ta làm nhân chứng cho Chúa một cách đầy thuyết phục là bởi vì mình đến trải được. Amen. Những người tại đây đã được Chúa ngày chữa lành. Khi chúng ta làm chứng về sự chữa lành của Chúa, chúng ta nói đầy thuyết phục. Amen. Tại vì mình chính là nhân chứng cho việc đó. Chúa Giê-xu liên tục trong mối liên hệ của Chúa Cha, mối liên hệ không bao giờ bị gián đoạn. Cho nên chúng ta thấy ở đây Chúa Giê-xu luôn luôn đầy quyền năng của Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Điều này đó là Đức Chúa Giê-xu không bao giờ lay chuyển trong sự vâng phục. Ngài không bao giờ nói không với ý của Chúa Cha. Ngài luôn luôn vâng lời Chúa Cha. Bạn xem, khi chúng ta tin Chúa và chúng ta vâng phục Chúa một cách trọn vẹn, chúng ta sẽ thấy rằng quyền năng của Chúa liên tục đổ ra trên đời sống của chúng ta. Cho nên chúng tôi không bao giờ dám nói không với Đức Chúa Giê-xu. Khi chúng tôi lên đêm trên biển cả, thuyền của chúng tôi đã không có nước uống hơn 3 ngày rồi. Và trên thuyền của chúng tôi đã có 6 người chết. Chúng tôi phải kiểm soát của họ ném xuống biển. Những người còn lại trên thuyền mà chúng tôi đã khát nước, thì còn cái vấn đề là chết thôi. Thì tôi đã cầu nguyện với Chúa một điều, còn lại Chúa, Chúa đã cho con còn sống. Con sẽ dâng cuộc đời còn lại để nói về tình yêu và ân điển của Chúa cho tất cả những người mà con gặp. Và Đức Chúa đã làm phần của Ngài. Sau độ 10-15 phút sau khi chúng tôi cầu nguyện lời cầu nguyện đó, thì khi chúng tôi đi ở dưới một cái đám mây, mưa đã đổ xuống trên chúng tôi. 100 mét bên tay trái, 100 mét bên tay phải, phía trước phía sau không có một hạt mưa. Và ngay ở trên thuyền của chúng tôi, Đức Chúa Trời đã làm phép lạ và giữ sự sống cho tôi. Và phần của tôi giữ lời hứa nguyện của Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa sai đi mà chúng tôi đi. Khi nãy trên xe chúng tôi có nói chuyện với ông bà năm xưa, đó là có những nơi mà hội chúng chỉ có vài mươi người. Khi Chúa Ngài sai phái chúng tôi vẫn đi. Và cũng có những nơi hàng ngàn người mà Chúa không sai phái chúng tôi vẫn đi. Lý do là bởi vì chúng ta phải học vâng phục Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn. Chúa Giê-xu là thầy của chúng ta, là gương mẫu của chúng ta. Ngài đã nói đó là ta không làm theo ý của mình, chỉ làm theo những điều thấy cha ta đã làm. Chúng ta cần học để nhờ cậy vào trong sự dẫn dắt của Chúa, đi trong sự vâng phục trọn vẹn và không bao giờ nói không với huấn lệnh của Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Tôi không có vấn đề, tôi là tôi chúc sẵn một sư thánh lên đi. Chứ sai một sư của con đi để nhà con cầu nguyện cho ông đi, ông có ơn với Chúa. Nhiều con cái Chúa ngày hôm nay mà cầu nguyện, Chúa xin ban ơn cho một sư được đầy ơn của Chúa, đi ra ông chứng đạo, ông
đưa nhiều người đến với Chúa. Anh chị em, còn mình thì sao? Để cho một xíu ước của Chúa hết à. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho chính mình nữa. Như sáng hôm nay chúng ta phải là những người đi ra, sau khi chúng ta nhận được, chúng ta cho những gì mình có. Nếu tại sự cứu rỗi của Chúa thuộc lại cho những người xung quanh, Chúa chiếu sáng mặt Ngài ban phước trên chúng ta để đường lối của Chúa và sự cứu rỗi của Ngài được công ra giữa các nước và quân dân. Chúng ta phải đi trong sự công phục như vậy. Như vậy ba điều mà Chúa Giêsu có lợi điểm, chúng ta cần phải trau dồi cũng như là giải quyết những điều này. Thứ nhất là Chúa Giêsu Ngài không hề phạm tội. Cho anh chị em đây là điều rất là quan trọng. Chúa biết chúng ta sẽ có những pháp phạm trong đời sống, nhưng mà vì chúng ta không cố ý phạm tội và không muốn tiếp tục sống trong tội lỗi, nên khi chúng ta lỡ pháp phạm, chúng ta phải làm gì ngay tức khắc? Anh năn quay trở lại với Chúa để mối liên hệ chúng ta với Chúa không bị gián đoạn. Tại sao? Vì Chúa là môi trường sống của chúng ta. Chúng ta kéo ra khỏi Chúa, chúng ta chết giống như cái cây này. Sáng hôm nay có người đạp lên thì chúng ta thấy là nó bị đứt gốc của nó, cái rễ của nó rồi. Thì cái chuyện này là ngày mai chúng ta trở lại, chúng ta sẽ thấy cái cây này nó héo. Trừ trường hợp tối nay mình sẽ bảo em không cắt cái cây này. Thế nên đấy là chuyện tự nhiên. Khi nó bị kéo ra khỏi cái môi trường sống của nó chết. Năm tới Chúa cho phép chúng tôi trở về đây để thăm viếng và có dịp để hầu Chúa với chương trình mùa muốn của chúng ta. Tôi sẽ hỏi anh chị em khi tôi gặp anh chị em là còn sống không? Còn sống không? Lúc đó mà có ai nói dạ thưa một sư, nó ngáp ngáp rồi. Thì tôi biết là đã bị mất mối tương giao mật thiết của Chúa. Và thật ra thì thổi hỏi nhìn cái gương mặt của anh chị em mà chúng tôi biết là người cầu nguyện là không. Ở đây, ở trên này tôi nhìn xuống, bây giờ tôi nhìn thấy biết có những người có đời sống cầu nguyện mật thiết của Chúa, cũng có những người là mấy tháng rồi không có nói với Chúa một câu nào. Đức Giêsu là người yêu duy nhất, mà người yêu của Ngài là hội thánh của Ngài, là vợ hứa của Ngài, ít nói chuyện với Chúa nhất. Hai người yêu nhau thì họ nói chuyện